có nè, có đường lên nè, lên chảnh này cái mình lấy đá mình tránh lửa tốt rồi. Đúng rồi, hòn thơm kìa. Bản đồ của quốc. Thì hồi nãy mình đi là mình đi đây xong mình đá qua đây hả? Mình đang đi đây nè, mình đang đi đường này nè. Dọc rừng tới đây rồi, mình đang tới đây nè. Gốc ngay gốc này nè. Phà nó nằm ở đâu? Phà ngay đây nè. Nè, phà nè. Vậy là hồi nãy mình đi tới đây. Hùng đang đi đường vòng này nè. Đây là vườn quốc gia Phú Quốc. Trời má ơi, tôi lúc đó có đường đi không ơi? Có. Nè, lát đi đi ngay tới đây nè. Hồi ra đến đây coi sao rồi, chạy bọc đường này nè. Xuống đây, xuống đây chạy vòng đây, xuống đây chạy ngược lên đây. Đây chạy vòng về đây tới hết giờ. Vườn quốc gia. Có hồ cổ nữa. Có sư tử đó mày. Ở trong đây có sư tử nữa chứ. Đường vào đây xa lắm, ở tận cuối bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, người Phú Quốc dễ thương vô cùng. Gió xuân bay về Phú Quốc, qua đồng giới nước sông lững lờ bóng thuyền tiễn đưa đời con. Ôm 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 ôm, cho dù tháng năm dần trôi. Nay người Phú Quốc xa xưa, đá đẹp ghê ta. Ê, nhà cậu em kiều hát có nhà kìa. Đây găng lưới mày ơi. Cá này toàn riêu không mày ơi. Hả? Cá toàn riêu. Kiều hát ở trong buồn sôi sông vắng bóng cô lầy đò. Để buồn cho ai. Đá rất là to. Ồ, biết thật luôn. Quá ngon. Chắc ngon. Hát có vẻ đá ngon quá trời quá đó luôn kìa. Sang hô nè. Hô đâu? Ừ. Yeah. Ghê. Nè trò này tối ăn. Mày ăn mày dùng lại. Ghê chưa? Uh.
Đây là trình bắt cua, bắt còng, bắt con cua, bắt con còng. Sao được? Biết làm ăn được. Giờ ba chết không biết làm. Chết hả? Không biết làm. Chết không? Không biết chết. Đi ấy à. Ăn vô xong đi. À, tôi chạy cái gì? Rồi đó tối nay tao không mày biết rồi đó con. À, hiểu không? Cái gì vậy? Con gì? Con gì? Con gì? Châu Châu là con gì? Ơi. Con này ăn được. Nó ngứa không? Con gì? Con gì? Con gì? Con Châu Châu. Châu Châu là bắt lên được không? Đâu đó con nào? Được. Bắt thôi. Đâu con nào ta? Bắt lên nó teo rồi sao? Nó teo sao? Con nào? Con nào? Con này hả? Nó là cá cậu định đi con. Ủa nó còn mấy cái lá cái cây này. Ê, cái này gì? Nó hết đó. Nhất hả? Ờ hết. Cái tay á. Ừ. Là gì ta? Con này ăn được hả? Cái gì con? Con dâu châu. Dâu châu. Con này nè. Con gì? Ăn được á, ăn được á. Dâu châu. Ngứa con quẹn. Ngứa băng không ta? Ơ, ngứa quá. Ngứa quá luôn. Ê, xúc lên được coi mày. Thôi thôi, đây em. Mày cầm coi. Từ. Cái này bẫy của người ta mà. Ta xúc cái đó chứ xúc liên quan như cái bẫy này. Quái. Coi coi xuống đâu, xuống đâu, không lên coi. Ơ con gì đây? Con Châu Châu cố lên, à. Cố lên. Cố lên rồi dính một cái là ngứa luôn. Cố lên. Máy mày thấy cái gì lấy mấy tao một coi. Máy mày đâu rồi? Cái đó như cuốn của cậu Định nè. Được chưa? Được chưa? Rồi nó hút. Nó chui xuống luôn hả? Em bị dính cái gì hả? Dính tay chồng. Rồi sao lấy lên? Rồi sao lấy? Thế đó. Dính tay. Dính tay. Trời ơi. Nó trượt, nó tuột. Để tao. Để tao. Đánh nó luôn rồi. Đánh luôn hả? Thôi bỏ đi. Nó đâu quá rồi? Được. Nó đâu quá rồi. Nó đâu quá rồi. Nó đâu quá rồi. Chánh đất coi. Tao mò chút xuống đất luôn. Được. Được chưa? Nó hết xuống luôn hả? Ừ. Thà bao á. Trời ơi nó bự dữ vậy. Nó đánh luôn đi. Sao nó rách rồi? Nhớ không ghê quá à. Sao nó rách luôn rồi? Đồ. Nó hết xuống luôn hả? Sao vùng biển này nhiều con lão quá vậy Sơn? Sao tao biết được? Con cá gì con hề vậy ta? Không ăn được em. Được không? Đâu? Rồi. Đâu coi. Ủa, sao nó có gì? Cái gì á? Con hải này hả? Con này hả? Ừ. Chưa chắc đâu cái con nó cha tao không ăn được nữa. Cái con nó nhà tao ăn quá vậy. Ăn sao? Mới thấy luôn. Luộc nó ăn hả? Con ở đây không biết con này luôn á. Em không có thấy. Con nói vậy mày có mình xuống cái mới biết nè. Con này ăn sao? Tao cho mày ăn á. Mày ăn đi. Thí nghiệm thì không sao đâu. Không sao hả? Tao biết chắc là ngon. Thôi cho nhỏ đi. Con này con gì chứ? Con dâu châu.
Châu châu hả? Sao sao mình bắt toàn con lạ con mày mới thấy bạn chết rồi trời. Ngưa quá. Ngưa quá. Căng nhỉ? Trừ 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 ra con này. Thôi thôi mấy đứa. Thôi. Mấy đứa nhồi quá. Đâu? Ui da. Rồi xong, đổ máu rồi. Nhăm nho gì? Mới giờ đổ máu mấy lần rồi, cầm cối cứu. Rồi mò lại đây. Mò đây hả? Ừ. Đây đâu có gì đâu mò. Có. Đâu mò coi. Con cá này chắc có đâu. Đó hả? Bò 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 bò. Bò. Sao mời chắc tao ra tao ở luôn quá. Không quen mà. Đang nhiều quá. Ở hả? Mai mốt kìa. Ở trên đây nè, muốn không? Mày chỗ gần đây hả? Ở trên đây nè, muốn không? Bò gần đây không? Ở trên đó. Ở trên đó hả? Người ta muốn nhà người ta ở kìa. Có gì tối? Sợ nhỏ em mẹ đây nè, cái hàng kia nó kêu của mẹ Linh nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì em đi trên bờ chứ bậy với đây đâu. Nghe chưa, đi trên bờ mới bị đó ba. Yên tâm đi, tao quay hết rồi. Quay được mốt về nhà xem. Con gì với chú? Con nhiều con lắm, nhiều con chứ sao. Con nhiều con sợ. Nó đa hệ lắm. Lạnh quá. Có gì mua ấm nhảy đằng á, bự lắm. Được hả? Con này nó có lạnh,
Sao không ăn nè, lấy đi. Không ăn hả? Ăn nhiều cái sốt ruột. Ăn nguyên luôn, cũng có trồng luôn nè. Ăn nhiều bị sốt ruột. Ăn nhiều là bị sốc ruột đó. Ủa cái gì vậy? Có mực hả? Ôi trời ơi, coi chúng ta nhỏ. Này con sao? Sao này con sao? Đây là bật đèn sáng cái nó bu lại hả? Tối hả? Cái đầu nó vô cái dính á, cái thật câu lên. Đây coi đi bán thôi chứ cô giỏi quá. Ủa ghê à. Ủa. Cô chừng trúng tay mẹ. À ghê rồi. Mày có đi lần nào chưa mày nói. Cầm giùm Sơn. Đi rồi. À. Tối là tao bật đèn sáng trưng luôn phải không? Không, tao đi á, ta đeo cái đèn pin. Đèn pin hả? Cái đèn pin trên đầu quá rồi, tao thả nó xuống cá. Người ta ăn thấy nhiều lắm kìa. Ủa như trời, ủa cái này cô ở gần gần này luôn hả? Đó, cái nào cũng lắm, nó sừng lên luôn. Bơi là xa cầu chứ đây là đó. Có thể chứ không đi dọng cá ứng lắm. Thí nghiệm luôn, thí nghiệm luôn. Thôi. Cầm luôn nữa. Làm đi không có dụng ghê lắm. Lỡ này. Cầm cầm để. Tại hết đó. Đó hả? Chai đủ quá mày. Ôi đá không. Ờ mang bầu kìa. Anh buộc cái miệng túi vào thì nó mới lâu. Ờ mang bầu kìa. Anh buộc cái miệng túi vào đấy. Quá đông luôn. Ui được vượt trong nhiều lắm. Nhiều lắm. Quay rồi, cái đấy cỡ 20 mấy con đó. Nó đói. Nó đói cái đấy. Đứa vào tao. To đi. Trời thì em lắc anh giấu cho. Ê anh má mày gì vậy? Ông thôi ăn dữ dằn luôn. Ông này ông tội này, sáng ổng không dám xuống, ông đói bụng cũng teo cũng khéo. Giấu tiếp tục về chọn lại mấy cái. Ô ăn giấu ấy chứ. Trời ơi. Rớt chuối đó kìa. Lôi cả bé vòng vào. Bé đó gì mà gọt cái miệng lại cho nó mở lâu lâu vậy đó. Ở qua đây nhỏ đây. Nhỏ nhiều lắm. Đây này, tự nhiên ai cho ăn? Dạ. Đây nhìn thấy thì sẽ cho đó. Nhìn khỉ mà không nhìn thấy. Vào ăn được đấy, không ăn được. Cũng có con mập đó chứ hả? Rồi. Nhưng mấy con nhỏ này gầy. Biết nó bỏ ăn như người. Bây giờ nó bỏ đấy. Vâng. Rồi có những bức lưu niệm đẹp. Ok. Đợi con đi thôi.